Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng B hatchback. Chiếc xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Và cái điều đặc biệt ở chiếc xe này là nó mới lăn bánh được có 3.8 km thôi quý vị bạn nhé. Chuẩn 3.8 km, chúng tôi cam kết đồng hồ chuẩn, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng. Và thưa với quý vị các bạn, với chiếc xe này thì vẫn còn đang có một cái voucher 5 triệu nữa sửa chữa bảo hành, dịch vụ bảo hành tại hãng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà sửa chữa chiếc xe này tại hãng vẫn đang được sử dụng chiếc voucher 5 triệu đấy nữa quý vị và các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Hyundai Accent 2013 này tuy là sản xuất từ năm 2013, tính đến nay thì mới sử dụng được 9 năm sử dụng, nhưng chiếc xe này mới lăn bánh được 3.8 km thôi. Thực sự là rất là hiếm, rất là ít những chiếc xe chạy ít như thế này. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Thật là hiếm có trên thị trường. Bởi cái phân khúc này thì rất nhiều xe chạy sử dụng dịch vụ chạy taxi, chạy dịch vụ quý vị và các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 377 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2013 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent 2013 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Accent 2013 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thank you.